Nếu như chữ Y của tiếng Việt mà đọc giống Y ngắn thì các bạn nghe nhá, Y ngắn này. Ê. Ê. Chê. Chê. Phân biệt giữa Y ngắn và Y dài trong tiếng Anh. Ok, thông thường các bạn học xong các bạn vẫn đọc là Y và Y, nói chung là chả có gì khác nhau cả. Tuy nhiên, hai âm này là hai âm cực kỳ khác nhau trong tiếng Anh. Tiếng Việt thì Y ngắn, Y dài nó cũng không khác gì nhau, nó chỉ viết khác nhau thôi, đúng không? Đây, một cái là viết như này, một cái là viết như này. Nhưng trong tiếng Anh, Y ngắn, Y dài nó sẽ đọc cũng rất là khác nhau. Âm này là cái âm mà chúng ta sẽ đọc theo dạng đồ thị như sau. Đây là cái điều mà chưa hề có ai dạy cho các bạn đâu. Và cô sau rất là nhiều năm nghiên cứu thì cô dạy cho các bạn, và các bạn hãy luyện tập nó thì các bạn sẽ thành thục rất là nhanh. Nào, chúng ta sẽ chạy theo dạng đồ thị này. Âm này nó được gọi là âm cao và căng. Cao và căng. Cho nên nếu như các bạn chỉ kéo dài nó ra, thấy mọi người bảo là y dài thì kéo dài nó ra, sao đọc nó kiểu là y thì nó không đúng. Nó phải cao là y, và căng tức là miệng phải nhe ra cười như này. Nào cười nào. Y, đúng rồi. Nào, đọc như này nhá. Ý và y này. Y. Y. Very good. Đó, ví dụ như các bạn đọc từ rời đi nào. Đọc từ rời đi nào. Leave. Và nhớ có âm cuối nhá. Leave. Nhớ là phải cao lên nhá. Tay các bạn, bạn nào có tay? Nào bạn nào có tay thì giơ tay lên. Ok, bạn nào có tay thì hãy dùng tay và vòng cung như thế này. Đấy, nó sẽ giúp cho các bạn đọc nó cao lên rất là nhiều, chứ nó không phải là y mà là y. Y. Very good. Và đây là leave. Leave. Very good. Và nhớ là cái âm y này là âm rất là sâu ở trong cổ họng, chứ không phải là y mà là y. Nào các bạn đặt tay vào đây nào, y cao lên nha, y rồi và lên xuống, y y và miệng này chúng ta mở to to như này, chứ không phải y như tiếng Việt này này, mà là y, đúng rồi. À, các bạn mà có gương ấy thì chúng ta mở gương ra hay mở điện thoại ra soi cái miệng của mình xem cô mở to bao nhiêu độ thì các bạn mở to như thế, chứ đừng đọc kiểu y nhá. Y, very good. Rồi, chúng ta có từ gì nữa? Tôi nè. Từ me. Me. It's me. Ok, very good. Rồi, nào để tay vào đây. Ai đây? Me. Và leave. Rời đi đúng không? Ok, very good. Rồi, chưa đến đoạn hay đâu. Cứ bình tĩnh. Rồi, thế bây giờ mình bảo ai đó là làm ơn thì nói thế nào? Làm ơn là please. Đúng rồi. EA thì đọc là y dài. Đó, EA thì đọc là y dài. Đó, y thì y này thì tầm khoảng 50% là sẽ đọc là y dài. Còn 50% còn lại có thể đọc là y ngắn hay có thể đọc là e. Ok, đó cho nên là chúng ta lưu ý nha, nhưng mà cứ e a thì sẽ đọc thành y dài. Nào, làm ơn nào. Please. Please. Yeah, very good. Để phát âm ấy, cô sẽ dạy cho các bạn kỹ hơn rất là nhiều, là cái âm y như này viết như thế nào, tức là kiểu viết e a này thì nó sẽ đọc thành y dài. Đó, y dài này có rất là nhiều các trường hợp nhìn là như vậy mà nó phát âm là y dài. À, thì tất nhiên là trong cái khóa học kỹ tầm khoảng 10 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi, cô sẽ dạy cho các bạn rất là kỹ càng. Và ngoài ra các bạn có lại cái video đó và các bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào mà mình mong muốn. Và cái giá học nó chỉ có là 320k, đang được giảm 50% rồi. Đó, giá gốc của nó là 680k, đang được giảm 50% là chỉ còn 320k thôi. Các bạn vừa được học trực tiếp cô dạy, nhưng mà nó không phải qua livestream như này đâu, mà là một cái phần mềm khác mà chúng ta có thể nhìn mặt nhau và nghe thấy nhau đọc cơ. Cô có thể chọn một bạn và bạn ấy đọc và cho cả lớp cùng nghe cơ. Đó, và ngoài ra không những là học trực tiếp
mà bạn sẽ còn được lưu lại cái video đó và xem lại bất cứ lúc nào. Cho nên là không bao giờ sợ bị quên, không bao giờ sợ thế này thế kia. Ok. Rồi, xin chào Cao Huệ. Lâu lắm rồi không gặp à. Xin chào Bùi Tiến Đại. Mai Mia, các bạn tiếp tục share nhá, share livestream để chúng ta có 500 anh em ta xem. Ok, và nhớ là dành cho bạn mà share nhiều nhất thì chúng ta cũng có một cái khóa học free dành cho bạn nha. Rồi, tiếp này, từ please, từ cảm thấy là từ gì? Feel, feel, đúng rồi, ok, e thì sẽ đọc là y dài. Đó, ea cũng đọc là y dài, mà ee cũng đọc là y dài. Nào, feel, chữ l cuối nha, lên nào, feel, feel, ok, very good. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mọi người đọc âm y ngắn nha, y ngắn này. Y ngắn thì sẽ đọc thế nào? Đây là một âm mà không cao nữa mà là âm thấp, và không căng nữa mà là âm trùng. Ok, thấp và trùng. Và khi đọc âm này, cái dạng đồ thị của nó không phải là lên xuống hình vòng cung như này nữa, mà là nó là một cái mũi tên cắm thẳng xuống đất luôn, cắm mỏ xuống đất luôn. Và đọc là ê, ê, ê. Đúng rồi, miệng chúng ta để rất là thư giãn và cơ mặt cũng để rất là thư giãn. Nào, mặt nào, thả lỏng nhá, thả lỏng này. Ok, miệng nghe ra một tí này. Ê, ê. Và để tay vào cái phần ngực này này. Để tay vào phần ngực này và hơi đi ra từ ngực, chứ không phải đi ra từ cổ y y, mà là đi từ đây. Ê, ê, ê. Và các bạn lưu ý này, tiếng Việt chúng ta đọc như sau. Y, tiếng Anh ê. Các bạn thấy là miệng cô mở to hơn so với khi mà các bạn học đọc tiếng Việt. Ok, lại nha, tiếng Việt này. Y, ê, y, ê. Đó, mặt rất là thư giãn, môi rất là thư giãn, và miệng mở to ra, đẩy hơi từ lồng ngực ra rất là sâu từ bên trong. Ê, ê. Ok, very good. Ví dụ như là từ anh ấy đi, anh ấy làm tân ngữ, các bạn đọc từ này thế nào? Bình thường chúng ta đọc là him, him đúng không? Các bạn có biết là các bạn đọc him là các bạn đang đọc từ tiếng Việt không? Âm này là âm như sau này, cô đọc âm giữa trước, ê, đầu với giữa này, hê, đầu giữa cuối này, hem, hem, hem. Đó, âm này âm rất là ngắn, hem. Ok, rồi, từ này cũng thế. Từ này chúng ta đọc là it, it, đúng không? Nhưng mà thực tế nó là it. À, các bạn thấy miệng cô mở to không? Nó không phải là i, mà là e, e, it. Nào, e, 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 và it. Ok, đây là phần hay này. Theo các bạn, y của tiếng Việt thì nó là y ngắn hay là y dài? Đấy nhá, nếu như y của tiếng Việt là y ngắn, ví dụ cô có một người bạn tên là Chi. Bạn Chi, bạn Chi là của cô bây giờ đang sống ở Đà Nẵng. Đấy, nếu như chữ y của tiếng Việt mà đọc giống y ngắn thì các bạn nghe nhá, y ngắn này. Ê, ê, Chi, Chi. À, các bạn biết không, mình có một người bạn tên là Chi. Mình có một người bạn tên là Chi. Còn nếu như y của tiếng Việt là giống y dài đọc thế nào nhỉ? Y căng và cao. Nào, y thì đây sẽ là Chi. Các bạn biết không, mình có một người bạn tên là Chi. Các bạn biết không, mình có một người bạn tên là Chi. Chi, chi, nghe có giống tiếng Việt không? Không hề, đúng không? Ok, cho nên đáp án của chúng ta ở đây đó là y của tiếng Việt là y
ở giữa. Đó. Các bạn có thấy đúng không? Y của tiếng Việt, tiếng Anh là nó dài là hai chấm này, đây là cái gạch gạch này, còn y của tiếng Việt là y ở giữa, nó không dài mà cũng không ngắn, nó ở chung chung. Đó là lý do vì sao người Việt Nam của chúng ta ấy, khi mà đọc ấy thì toàn đọc thành âm y của tiếng Việt, bởi vì là nó trung lập ấy, đọc nó nghe nó vẫn giống chữ y, không cần chuẩn 100%. Ok, đó, cho nên là khi các bạn đọc ấy, các bạn đọc y ngắn thì chúng ta phải mở miệng to hơn y của tiếng Việt. Cô nói lại nhá, tiếng Việt này y, tiếng Anh này e, y e, y e, y e. Ok, đó, còn y của tiếng tiếng Anh là y dài này, y y e e e e. Ok, y của tiếng Việt này thì nó không căng như của tiếng Anh, nó thư giãn hơn. Y đó, còn đây là y. Ok, đó, nó khác nhau rất là nhiều. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn một vài cái từ thêm nữa để chúng ta phát âm và luyện những cái từ này nhá, để tránh đọc thành tiếng Việt nhá. Ok, rồi đối với y ngắn này, y ngắn chúng ta có cái từ mà vừa nãy cô nói rồi, từ nó. Từ nó rất là nhiều người nói là it, như kiểu tiếng Việt ấy, I love it, đúng không? Nhưng từ này đọc là it, it, I love it, I love it, tôi yêu nó, I love it, it, it. Ok, tương tự, từ này là từ him, him, tiếng Việt này, him, tiếng Anh, him, xuống một phát luôn, him, và miệng mở to hơn. Rồi, tiếp theo, tiếng Việt chúng ta có từ là từ đây, là thì ở, đúng không? Bây giờ chúng ta đọc là is, is, đó, miệng có bánh như này này. No, đây là âm y ngắn, phiên âm như này. Đó, chúng ta đọc là is, e, e, z, e, z, đó, is, is, đó, tiếng Việt này, is, 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 đó. Ví dụ như tên là my name is John, tên của tôi là my name is John, my name is John, chứ không phải là my name is John. Lại nha, my name is John. Okay, very good. Được rồi, đó. Và bây giờ chúng ta cùng đọc một cái câu này nhá. Câu này. Đó, câu này nghĩa là gì? Đây có phải là anh ta không? Đúng không? Có. Anh ta là bạn, bạn này, bạn Tim. Tiếng Việt đọc là Tim đúng không? Tiếng Anh đọc là gì? Đố biết, các bạn tập đọc dần đi. Đó. Ok. Rồi, nào chúng ta đọc nào. Cái này đọc là gì? Không phải là is mà là is. Miệng rất là thư giãn, mặt rất là thư giãn, miệng mở to hơn so với bình thường. It is, is. Đây là this, this. Cũng là y ngắn luôn. Các bạn thấy nhá, y ngắn là cứ y đứng một mình thì đọc là y ngắn. Đó, thấy chưa? Đó, 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 y đứng một mình thì đọc là y ngắn, nó không đi cùng với một nguyên âm nào, nó đứng ở giữa là một mình luôn thì đọc là y ngắn, rất là đơn giản. Is this him, him, đúng không? Đây là câu yes no để chúng ta lên giọng ở cuối, đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là is this him, him, is this him? Có phải anh ta không vậy? Có, Tim sống với một tên trộm. Ok, tên trộm này là y dài nhá. Y dài chúng ta đọc từ này là gì? Đọc là thief, thief, âm y đúng không? E, e,
Thief. Đúng rồi, âm F vào cuối. Thief. So, từ này đọc là gì? Nào, Tim. Đây là lives. Đó, không phải leave mà là lives. Lives. Yes, Tim lives with a thief. Very good. Bạn nhá. Is this him? Is this him? Yes, Tim lives with a thief. Okay, đọc nhanh sẽ là is this him? Yes, Tim lives with a thief. Okay, đó thì đấy là cái cách mà chúng ta đọc. Còn tiếng Việt chúng ta đọc như sau. Is it him? Yes, Tim lives with a thief. Đúng không? Đọc kiểu thân Việt luôn. Thì bây giờ các bạn đọc chậm lại một chút và đọc chuẩn và tăng tốc dần lên thì chúng ta đọc sẽ rất là hay. Ok. Và trong khóa học thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái bài, những câu để chúng ta luyện đọc này, luyện ngữ âm, ngữ điệu này để chúng ta có thể đọc nhanh dần. Nào, is this him? Him. Tiếng Việt là him, tiếng Anh là him. Is this him? Yes, Tim. Tiếng Việt là Tim, tiếng Anh là Tim. Tim. Tim lives with a thief. Yes, Tim lives with a thief. Very good. Ok, đấy là âm y ngắn. Rồi, bây giờ sang y dài nào, xem nó khác như thế nào nào. Y dài. Nào, căng và cao. 2C, căng, cao, căng, cao, căng, cao. Đọc thế nào? Y. Lên và xuống nào. Y và y. Đó. Y. Y. Bay nha, bay nha. Y. Rồi, chúng ta có từ là từ let me see. Chúng ta có từ làm ơn nào. Please. Làm ơn đi mà. Please. Đó, A này, đọc là Y dài này. Please. Ok, từ cảm thấy nào. Là từ feel. Bình thường chúng ta đọc là feel. Please, feel. Đọc đúng thì tiếng Việt. Nhưng các bạn nhớ là âm này, âm banh miệng ra, âm căng. Căng này, cao, ra hết cỡ này. Feel. Đó. Feel. Rồi. Please. Ok. Nào các bạn nhớ căng hết cỡ ra nha. Please. 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 Và feel. Feel. Ok. Từ miễn phí là gì? Free. Ok. Lên và xuống này. Free. Very good. Free. Good job. À, từ tôi nào. Từ me. Me. Very good. Rồi, không phải là me. Look at me. Mà là look at me. Ok, rồi. Đây. Đó. Tiếng Việt, look at me. Tiếng Anh, look at me. Đó, và các bạn lên và xuống này. Đó, các bạn nghe nó sẽ khác hoàn toàn. Tiếng Việt, look at me. Look at me. Me. Ok, very good. Cô đảm bảo với các bạn là bạn nào mà học và thực hành theo cô 100% ấy, tiếng Anh của bạn nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Đọc nghe nó mượt, nó hay, nó ngư điệu các kiểu, nghe nó sướng tai rất là nhiều. Đấy, còn nếu như mình kiểu ngại nè, rồi thì mong muốn là nó dễ dàng này, đọc kiểu tiếng Việt, look at me, nghe nó rất là bình thường. Nhưng mà chỉ cần khác một tí thôi. Look at me. Là nó khác này. Look at me. Nhìn vào tôi này. Các bạn nói đi. Look at me. Ok. Rồi. Hay có một cái từ, một câu đó là làm ơn cảm thấy thoải mái để hỏi tôi.
Đây là một cái câu mà khi livestream cô sẽ nói câu này với các bạn rất là nhiều. Các bạn cứ thoải mái hỏi cô hỏi đi. Các bạn cứ thoải mái này, hỏi cô hỏi đi. Đó. Please feel free to ask me. Ok. Nào, đọc từng chữ một nào. Please. Please feel free to ask me. Very good. Now, please feel free to ask me. Good job. Nhấn vào đây nào. Please feel free to ask me. Very good. Đó, cho nên là khi các bạn thuyết trình ấy, sau khi các bạn thuyết trình xong, các bạn nói với mọi người là mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi đi, thì chúng ta sẽ nói là please feel free to ask me. Ok, very good. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu này nhá. Học nó phải sâu, cho nên chúng ta không học quá nhiều, nhưng mà học xong chúng ta phải nắm vững được và đọc được nó chuẩn, nó khác biệt, khác bọn luôn so với những người không học. Ok, rồi nào, câu đầu tiên nào. Is this him? Is this him? Yes, Tim lives with a thief. Đó, khác nhau hoàn toàn nha. Tim, thief. Đó. Now, is this him? Yes, Tim lives with a thief. Okay. Tiếp nha. Chúng ta có từ y dài nào. E. Please feel free to ask me. Đó. Và một cái điều rất là hay ho đó là tiếng Anh chúng ta luôn luôn đọc rất là sâu hơn so với tiếng Việt. Tiếng Việt thì chúng ta đọc kiểu đầu lưỡi và đọc nghe nó thanh hơn, tiếng Anh sâu hơn. Cho nên là y ngắn hay y dài đều đọc rất là sâu. Y ngắn chúng ta đọc là e, 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 từ cái lồng ngực này trở ra này. E, e, e. Các bạn để tay đây sẽ thấy nó rung rung, nó âm âm vang ở đây này. E, 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 e. Và một cái điều nữa là tất cả âm trong tiếng Anh miệng nó đều mở to hơn một chút so với tiếng Việt. Nhiều âm là mở to hơn nhiều chút luôn, nhưng mà y ngắn y dài thì mở to hơn một chút so với tiếng Việt. Đó, cho nên chúng ta không đọc kiểu tiếng Việt là răng cứ dí dí vào nhau như này nhá. Y ngắn của chúng ta răng mở ra khá nhiều. E, e. Tiếng Việt là i, e, i, e, i, e. Ok. Đó, thì các bạn soi gương và tự mình chỉnh cái khẩu hình miệng của mình nha. Rồi, please feel free to ask. Đó, từ này không đọc là ask, 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 mà là ask, ask, ask me. Ok, rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học tới đây thôi để cho các bạn tiếp thu dần dần. Okay, so thank you very much. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và cô hy vọng là với cái sự giúp đỡ ngày hôm nay của cô thì cái tiếng Anh của các bạn nó thay đổi một chút nào đó và đọc nghe nó hay hơn rất là nhiều.